rất là ngon nha mọi người. Nãy giờ chiến đấu à, vỏ này ăn gần hết rồi, còn có bao nhiêu nữa không? Một xíu nữa là sẽ hết. Cái nước mắm mà mình nấu lên đó, nó rất là sánh nha mọi người, nên là rất là ngon. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Đình Trường Vlog. Hôm nay Đình Trường sẽ thể hiện món ốc hấp xả ớt nha mọi người. Và đầu tiên thì mình đã ra chợ mình mua được một ký ốc. Và cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Cái ốc mà mọi người đi lựa, mọi người nên lựa cái ốc mà nó không có rêu nhiều mọi người nhé. Thì tức là nó không có rêu, tức là nó ở cái nước sạch hơn. Và cái ốc mà nó rêu nó nhiều ấy thì nó sẽ ở cái nước tù. Nước tù và nước có rêu nhiều thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe nha mọi người. Và đầu tiên mình về thì mình sẽ chọn xong rồi thì mình về mình sẽ bắt đầu mình ngâm mọi người nhá. Mình rửa khá là sạch đi. Sau đó mình sẽ ngâm trong cái nước mà mình có cho ớt vào mọi người. Cho ớt vào thì ngâm khoảng 5 tiếng thì nó sẽ nhả hết những cái dơ ở trong người, cái bẩn ở trong người của nó ra nhé mọi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho ra và rửa, và tiếp tục là rửa khoảng 3 nước nữa và chúng ta bắt đầu vào chế biến. Cái đặc trưng của món ốc hấp thì nó sẽ ngon hơn mọi người nhé, nó sẽ bị đậm đà hơn là mình luộc mọi người nhé. Luộc thì nó cho nước nhiều vào thì nó sẽ bị nhạt con ốc đi. Nên là mình hôm nay mình sẽ làm món ốc hấp xả ớt và lá chanh nhé mọi người. Bây giờ thì thị trường bắt đầu thể hiện món này nha mọi người. Mọi người cố gắng xem hết video nhé. Sau khi rửa sạch xả thì mọi người đập nhé. Mọi người đập ra và mọi người cắt đôi nhé. Sau khi mình ngâm khoảng 5 tiếng thì bây giờ mình bắt đầu cho ra để rửa lại với mọi người. Trong khi chờ ốc chín thì mình sẽ chế làm nước chấm cho mọi người. Để nước mắm nó có độ sánh thì mình sẽ nấu lên nha mọi người. Mình sử dụng một ít ớt nữa mọi người. Ớt này là ớt chỉ thiên nha mọi người. Ớt này rất là cay. Thêm 2 nhánh tỏi nhé. Thêm 2 nhánh tỏi vô bột. Cho xả vô. Cho gừng vô. Cái lá chanh thì mình sẽ cho vào sau mà đắng nhé mọi người. Đã lên. Rất là thơm. Giờ bắt đầu là bỏ vào ăn rồi nha mọi người. Bây giờ xin mời mọi người hãy cùng thưởng thức món ốc hấp xả ớt nha. Mình sẽ chọn con to ăn trước. Đây, mời mọi người này. Nó đang nóng hổi nha. Ừ.
Ngon. Ngon thật đấy. Ruột thì ít nhưng mà vỏ rất nhiều. Buna, buna nào? Hả? Đừng để chín quá, nó khó đấy là ngon, ngon kinh khủng luôn. Nó thơm mùi xả này, mùi gừng, mùi lá chanh, tuyệt vời. Hồi xưa mình ở ngoài Bắc mình có ăn ốc núi ấy, mọi người, ốc núi nó còn ngon nữa cơ. Rất là ngon này. Vậy mà nó không bị nhạt nhé mọi người nhá. Còn nếu mà mọi người luộc thì nó nhạt lắm. Rất là ngon nha mọi người. Nãy giờ chiến đấu à, vỏ này ăn gần hết rồi, còn có bao nhiêu nữa thôi, một xíu nữa là sẽ hết. Cái nước mắm mà mình nấu này nữa, nó rất là sánh nha mọi người, nên là rất là ngon. Sao nước mắm nó hấp nên nó lại ngon như vậy? Thảo nào các cụ có câu là cứ quát vợ là quát đi hấp nước mắm. Ngon. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Đình Trường nhé. Nhớ ấn like, đăng ký, ủng hộ Đình Trường để Đình Trường có nhiều động lực ra nhiều video cho mọi người cùng xem cho vui nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.